Tôi Lâm Quý 63 tuổi, có căn lành gặp Phật pháp. Tôi tại gia không thầy chỉ dạy. Ngày tôi đọc ba thời kinh sáng chú Đăng Nghiêm thuộc lòng hết cuốn kinh. 11 giờ chú Đại Bi 118 biến một tiếng đồng hồ nay 7 năm không nghỉ ngày nào. Và 7 giờ tối tôi đọc kinh Pháp Hoa niệm Phật. Thầy Thích Thiên Hải giảng 4 cuốn 28 phẩm đương ngày thành Phật, niệm Phật một tiếng đồng hồ liên tục 3 giờ nay 7 năm không nghỉ ngày nào. Tôi tinh tấn tu hành, tôi hồi hướng cho các chúng sanh biết ăn chay niệm Phật rồi tu hành làm lành đánh dữ. Nay tôi vừa TikTok thành công, mong quý vị ở TikTok hãy mở cái tài khoản cũ tôi độ chúng sanh ăn chay niệm Phật tu hành về cái phương Cực Lạc.